mùa này năm nay tại vì nó mưa hơi trễ với hạn dữ quá, cá nó không còn nhiều nữa. Này nó mới xanh à, này mới có tháng 8. Này muốn câu ngon phải từ tháng 10 đổ lên. Cá nó hơi nhỏ nhưng mà nó mập xuống chút đỉnh rồi. Hơi bự rồi. Ghiền đi chứ thường khi tới mùa là cái đường kinh này là người ta câu đầy luôn. Này chạy hết đường kinh không thấy ai ngồi câu đó. Cá chưa có. Ở đây có cái đùm ruột gà ruột vịt nè. Cá tập trung lại đây nè. Mùa này thì đa số cá rô bí mà nó mới lớn lên không à. Lâu lai rai có vài con hơi trọng. Này đi câu giải trí chơi chứ có gì đâu. Xài lượng nhỏ hả chú? Chú một phố xuống hả? Buộc mấy lần? 10 hả? 5. Tao câu đây rồi. Năm nay câu rồi, tao 4 mấy tuổi rồi, 8 mấy tuổi rồi. Chú câu ở cái đường kinh này là 40 năm rồi. Lúc trước cá chắc nhiều lắm chú ha. Nó cá cũng có nhưng mà cái nó nhỏ, không có giác đựng được. Nhỏ thì nhỏ. Dạ. Yeah. Nó không ít có ai cả. Số lượng cá nó cũng còn nhiều chứ. Hết mồi nữa rồi. Bắt mồi mê luôn. Đó có cá rô bự lại kìa. Có cá rô bự lại. Thằng khi nó còn sót lại mấy con cá rô mùa rồi á chú. Nó lớn. Mấy con đó là lớn dữ luôn á. Mấy nhỏ là dữ quá, mấy con lớn là. Mấy con lớn nó chưa kịp ăn á. Chính này. Trời những cá nhỏ quá. Cá rô bí mùa này thì nó cỡ ngón tay cái à. Bự lắm, hai ngón. Khi có cá có thể có cá rô bự mà mùa rồi nó sót lại á thì nó lớn. Này con nhỏ nhỏ gì chắc thả quá. Phút đó. Thả con câu nó một lát đi rồi nó cá rô bí nó nhát á đi cá rô bự nó lại chứ giờ mình bỏ mồi xuống cá rô bí nó phá không mà giật chín này cá bự nha đó cá bự đó con này êm à. Cái này được rồi chú ha. Cái này câu lại có. Mùa này cái này là lớn rồi đó. Cá này chắc giữa mùa. Chứ không phải cá đang mới đẻ đâu. Mới đẻ là có bự vậy. Nó giữa mùa, nó giữa mùa trước á. Dạ.
đồn cái đồn á u bệnh. Trời ơi kiếm nhà chạy nó cá vô điện má hai ba ngón không là nó chạy là cần. Đen rồi. Ở bên kia dính cá bự nè. Dính. Màu vàng luôn. Vàng khè. Này cá đầu mùa nha anh em ơi. Cá đầu mùa. Nó có con vỏ cái à. À nó cỡ này rồi. Nó không đâu có hơn được nữa đâu. Lên đúng không? Không lên, nhỏ quá. Nó làm cái này nó làm không. Mình vẫn thấy cái mình nó cắn bọc luôn. Dính rồi. Mình là biết liền. Hay ta. Chỗ này là dính rồi. Trời. Nhỏ quá. Ơi, ông đã bắt kịp phim mà có mồi rồi. Nhỏ về, kho gì nó mới ngon. Kho xả ngon lắm. Ổng ghiền, ổng mua chứng kiến đi câu đó chứ. Rồi nó nhỏ xíu luôn. Nhỏ mới dính đó, cái rùa bí. Ăn nữa rồi chết đứng nữa là biết nhưng kiểu đó là chết liền chạy một ô cá cá nó cỡ này tháng nữa là bự rồi chú ơi. Tháng nữa là nó bị tới gì luôn mà cá cái này nó ăn nó mềm. Ăn nó mềm lắm, ăn nó bự này không được. Dính nữa, dính nữa, dính nữa. Cá bự nha. Đó, quay đi. Càng dễ nó cũng ăn thôi. Cá này nó mới ngon. Mềm lắm. Cá đầu mùa nó mềm. Nó nói chung nó không có bự dữ nhưng mà nó cũng hơi mập ha. À, nó mập. Mà nó mềm nữa. Câu càng dễ đó nó cũng ăn được đâu cần. Mùa này là nó háo mồi mà. À, đang đói. Ăn nữa rồi chết đứng nữa là biết. Về hả chú? Đi ăn chú. Đi ăn lắc câu nữa hả? Chú câu khoảng chừng nào chú về? Chú mới về hả? Về đâu? Con, nhà con đây mà. Dạ yeah. Thôi chú câu lắm nữa chú về chảnh nha. Con đi ạ. À.
Rồi. Chúc sức khỏe. Dạ. Tới chiều gặp lại.